tướng Shoigu biến mất kỳ lạ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng. Đã có chuyện gì? Đã có nhiều đồn đoán về sự biến mất của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận về các thông tin trên truyền thông, nói rằng ông có vấn đề về sức khỏe. Theo nguồn tin, tướng Shoigu, một trong những nhân vật thân tín nhất trong chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, gần đây đã ít xuất hiện một cách kỳ lạ, dù ông vốn được coi là chỉ huy hàng đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine Người phát ngôn Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ các câu hỏi liên quan đến sức khỏe của ông Sago. Bộ trưởng Quốc phòng có rất nhiều thứ phải làm vào lúc này. Ông nói với nguồn tin khi hỏi về việc Sago vắng mặt. Hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra, đương nhiên giờ không phải là lúc dành cho sân khấu truyền thông, điều này khá dễ hiểu. Tin tức cuối cùng có sự xuất hiện của Bộ trưởng Soigo là vào ngày 11 tháng 3 khi ông tham dự buổi trao thưởng cho những người lính Nga xuất sắc trong hoạt động quân sự đặc biệt. Những đồn đoán Tướng Shoigu được cho là đang báo cáo từ xa cho Hội đồng An ninh Quốc gia về hoạt động quân sự ở Ukraine. Đoạn phim không cho thấy tướng Shoigu phát biểu, hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình cùng với những người tham gia báo cáo với Tổng thống Putin. Không chỉ tướng Shoigu, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cũng không xuất hiện trước công chúng trong hơn chục ngày qua. Các tin đồn bắt đầu lan truyền cho rằng các lãnh đạo quân sự của Nga có thể đã bị khiển trách vì chiến dịch không đi theo ý muốn khi quân đội Nga không chiếm được các thành phố quan trọng của Ukraine như Kharkiv hay Kiev và khiến Nga rơi vào thế cô lập về kinh tế. Thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc John Kirby trong một tuyên bố hôm qua cho biết các lãnh đạo quân sự của Nga, bao gồm cả tướng Shoigu, đã từ chối các cuộc gọi của nước này kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Trước đó, nguồn tin cho biết lần cuối cùng ông Austin nói chuyện với ông Shoigu là vào ngày 18 tháng 2, Lần cuối cùng, ông Milley nói chuyện với ông Kirasimo là ngày 11 tháng 2. Suy đoán về sức khỏe của ông Shoigu xuất hiện ngay sau khi Anatoly Chubas, một cố vấn kỳ cựu trong chính phủ Nga, trở thành nhân vật cấp cao nhất của Điện Kremlin, từ chức kể từ khi chiến dịch ở Ukraine bắt đầu một tháng trước. Ông Peskov xác nhận ông Chubais đã rời bỏ vị trí đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Putin nhưng phủ nhận bất kỳ thông tin nào về việc Tobias được cho là phản đối chiến dịch ở Ukraine nên phải rời đi.